vào người tôi thì sao hả? À, chết, tôi xin lỗi, tôi... Thì ra là anh à? Gì đấy? Quen nhau à? Nghĩa cũ của em đấy. À, cái thằng mà em bảo trông bần bần hèn hèn đúng không? Chính nó. Lâu rồi không gặp, cô khỏe không? Ôi, cảm ơn anh. Anh cứ làm như thân thiết lắm ý, mà bày đặt hỏi thăm. Nhưng mà từ lúc xa anh, tôi khỏe hơn đấy. Vậy thì tốt rồi. Chả tốt thì không à? Mà anh bỏ cái làng này đi được mấy năm rồi ấy nhở? Thế đã giàu lên chưa hay là ôm một đống nợ về nhà? Trong mắt cô, tôi là người kém cỏ như vậy à? Chả thế thì không à? Ngày xưa đi học anh còn đúp nữa là cái loại như anh á, thì làm được trò trống gì? Cái gì? Em nói ông bạn này ngày xưa đi học bị đúp á? Chính xác! Đi học lớp 8 bị đúp mà. Không phải là tôi bị đúp, mà là tôi bị bệnh nên phải nghỉ một năm để chữa trị. Mà cô có cần phải lôi chuyện này ra để nói tôi như vậy không? Thôi, đúp thì cứ nói là đúp đi, chối làm cái gì? Ôi dồi ôi, ông bạn ơi, có mỗi cái việc đi học thôi mà cũng để đúp á, thì vứt. Tôi đây này, ngày xưa đi học á, 12 năm thì 12 cái gì khen, chứ đừng có đùa. Vậy thì sao? Có gì đáng tự hào lắm à? Ồ, như thế mà không tự hào ấy, còn hơn là cái loại đúp. Đấy anh xem, em có đổ oan cho ai bao giờ đâu. Đây, không có việc gì làm, thất nghiệp nên phải ngồi câu cá kia kìa. Ờ, giờ này người ta đi làm kiếm tiền, nuôi sống gia đình, các thứ, thì bây giờ lại ngồi đây câu cá. Như thế á, không bao giờ phát lên được, mãi nghèo thôi, hiểu chưa? Thế sao hai người không đi kiếm tiền, mà đứng đây làm gì? Ai chà, vặn vẹo thế nhờ. Giỏng tay lên mà nghe này, tao là chủ, tao không cần đi làm, tao ở nhà tao vẫn có tiền, mày hiểu chưa? Vậy cờ. Chả thế đi không à? Chỉ có cái loại vô công rồi nghề như anh mới ngồi đây câu cá thôi, hiểu chưa? Cô nghĩ sao cũng được, tôi không quan tâm. Ô hay, nói mà không biết tiếp thu, bảo sao không khá lên được. Lâu ngày không gặp, tôi tưởng cô đã thay đổi tính nết rồi, nhưng mà cô vẫn vậy. Có vẻ tôi kỳ vọng về cô hơi cao rồi. Ủa, tôi cần anh kỳ vọng về tôi à? Anh cứ lo cho bản thân mình đi đã, lắm chuyện. Này, thế từ nãy giờ ông bạn câu được bao nhiêu con cá rồi? Bỏ ra xem áo. À, tôi mới ngồi câu nên là chưa câu được con nào cả. Ôi giời, kém thế. Tôi nói ông bạn nghe, tôi mà ngồi một lúc á, tôi câu được đầy cá. Wow. Anh nhìn anh ta đi. Nhìn như thế này á, cá nó còn chê chứ không bao giờ bơi lại gần để câu được luôn. Công nhận, nhìn mặt trông hơi hãm. Thôi, hai người đừng nói liên thiên nữa. Nếu không có việc gì á, thì hai người đừng phiền tôi để tôi câu cá. Gớm, cứ làm như là đang làm việc gì to tát lắm ấy. Sợ không câu được cá thì không có cái gì ăn à? Ờ à, đúng, em nói đúng đấy. Tôi nói thật nha, cá ở cái ao tù này, chó nhà tôi cũng không thèm ăn, nói gì đến người. Hai người nói xong chưa? Nói xong rồi ấy, thì đi đi. Chúng ta đâu có thân thiết với nhau đâu mà nói chuyện lâu thế chứ. Gớm, anh cứ làm như tôi thích nói chuyện với anh lắm ấy. Hả em? Báu quá. Đi em. Đi em. Câu đấy. Này, vừa lúc nãy anh bốc phét hơi bị ghê đấy nhá. Cái gì mà 12 năm đi học, 12 cái giấy khen à? Anh có biết là anh suýt đúp mấy năm không hả? Thì tại chém gió nó bon mồm quá, nó sao nó biết được. Nhưng mà thôi không sao, nghĩa là nó xấu hổ thì mình nói cái gì cũng được. Chả tới đâu mà, hôm sau gặp nó nhá, anh sẽ chém gió ác hơn. Đi. Anh Cường, anh câu cá ở đây ạ? Tuyền à, em đi đâu về thế? Em vừa đi ra chợ có tí việc. Thế anh câu được mấy con cá rồi ạ? Hôm nay chắc là anh không may mắn rồi, ngồi câu cả buổi mà chẳng được con nào cả. Không phải do may rủi đâu anh, mà là vì cái ao này người ta câu cũng nhiều rồi nên chỉ còn toàn cá bé thôi ạ. Cũng có thể là vậy. Mà anh cũng giỏi thật đấy, câu không có cá mà vẫn ngồi câu tiếp được. Là em á thì em về lâu rồi. Câu cá ngoài tính giải trí ra thì nó còn rèn luyện cho mình tính kiên trì nhẫn nại. Cuộc sống này cũng vậy, chúng ta sống cần có lý tưởng, mục tiêu, cho nên đừng nên bỏ dở giữa chừng. Đúng là chủ tịch có khác, ngồi câu cá thôi mà cũng cho em cả một bầu trời kiến thức và kinh nghiệm. Em lại đùa anh rồi. Mà em cũng thấy muộn rồi, anh có về luôn không ạ? Ừ,
Anh cũng về luôn đây. Thế anh thu dọn đồ đi, rồi anh em mình cùng về. Thế chờ anh một lát nhé. Vâng. Về thôi em. Mày cũng ghê nhờ, vừa đi vừa hát cơ đấy. Liên quan gì đến chị mà chị phải xỉa sói tôi? Không liên quan. Nhưng mà cái thằng hàng xóm yêu quý nhà mày về rồi đấy, mày biết chưa? Ý chị là anh Cường á? Thì còn ai vào đây nữa? Thế thì sao? Liên quan gì đến chị? Tao nhớ là ngày xưa mày thích anh ta lắm mà, đúng không? Ai bảo chị thế? Cần gì ai bảo. Tao nhìn cách mày nói chuyện với anh ta là tao biết. Chị đừng có một đoán linh tinh. Thôi, thích thì nói luôn đi, lại còn chối cái gì. Anh ta về rồi, cơ hội dành cho mày đấy. Tiến tới với nhau luôn đi. Chuyện của chúng tôi thì chúng tôi tự lo, không cần chị phải quan tâm. Cái con này, mày không biết điều một tí nào cả. Tao đang vạch đường cho mày đi đấy. Thôi khỏi, chị mà tốt thế thì trời sập rồi. Chị với anh Cường chia tay lâu rồi, nhưng ít nhất cũng đã từng yêu nhau. Chị đừng đi rêu rao nói xấu bịa đặt anh ấy như thế nữa, không tốt đâu. Tao cần phải dạy tao à? Thế thì chị cũng đừng có dạy tôi. Ô hay cái con Danh này, sao ngứa mắt nó thế nhở? Chà, ông bạn hôm nay không đi câu cá kiếm ăn nữa à? Ngồi đây tảnh thơ thế. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà chúng ta không thân thiết đến vậy đâu. Tao nói vậy thôi, mày nghe thì nghe, không nghe thì thôi chứ. Kể ra thời tiết nắng nóng như này mà có ít bia với cả con mực thì nó hết được chống luôn nhỉ bạn nhỉ. Mà tôi quên mất, mặt bạn thì làm sao có tiền mà uống bia với ăn mực. Sao anh biết tôi không có tiền? Nghèo chứ cứ bảo nghèo chứ, ai chơi đâu mà phải chối. Thực ra thì cũng ít người may mắn và tài giỏi như tôi lắm. Mỗi tháng tôi kiếm được có 50 triệu. Vậy à? Thế chắc cuộc sống của anh sung sướng lắm nhỉ? Lại còn phải nói à? Chính ra là nhiều người cũng mơ ước giống tôi đấy. Vậy thì chúc mừng anh, cố gắng duy trì cái cuộc sống sung sướng này nhá. Chặt tiếng không à? Em gửi tiền chị ơi. Đặt cái tiền để có nước vào cho nước bay ấy. Về nhá, về trong thả nhá. Bà chủ cho cây cậu lạc. Cái thằng ngu rồi, mình nói phép thế nó không tin. Anh Cường ơi, anh Cường. Ơi, anh đây. Anh có dậy không ạ? Anh cũng dậy, có chuyện gì vậy em? Anh có muốn ra chợ chơi một tí không? Ừ, vậy cũng được. Thế chờ anh một lát, anh vào anh thay cái áo nhá. Thôi, anh mặc như này là đẹp lắm rồi, không cần phải thay đâu. Mình đi luôn nhá. Ừ, để mình đi. Anh có thích ăn dưa hấu không ạ? Em thích ăn à? Em cũng hơi hơi. Vậy để anh mua cho em ăn nhá. Dạ thôi, hôm nay em mới lấy lương, anh thích ăn gì thì em mời. Như thế sao được, cứ để anh mời em. Dạ thôi, nếu mà anh muốn mời thì cứ để lần sau, lần này em mời. Ngại quá, thôi vậy cũng được. Chị ơi, dưa hấu bao nhiêu tiền một cân đấy ạ? 20.000 một cân em ạ. Mà còn mỗi quả này thôi ạ? Ừ, hôm nay có nhà làm cỗ nên là người ta ra mua hết mất rồi. Còn mỗi quả này thôi em ạ. Thế chị lấy em quả này nhá. Ừ. Khoan đã, nãy tôi hỏi mua rồi, gói vào cho tôi đi. Vừa nãy chị bảo chị không mua mà. Nhưng mà bây giờ tôi lại muốn mua. Chị thông cảm, có chị này vừa mua mất rồi. Hay là mai chị ra đi, tôi sẽ để cho chị. Vấn đề là tôi không thích, tôi muốn mua ngày hôm nay, ok? Hai, để quả đấy cho tôi, bao tiền tôi cũng mua. Này, tôi thấy hai người quá đáng lắm rồi đấy. Chúng tôi đã mua rồi, hai người còn tranh giành làm gì? Người yêu tao thích ăn á, thì tao phải mua bằng được. Chúng mày thích ăn gì, mai mua mà ăn. Anh buồn cười rồi đấy. Người yêu anh thích ăn thì anh đòi mua bằng được, còn chúng tôi thích ăn thì anh lại bảo chờ ngày mai, trong khi chúng tôi là người mua trước. Anh làm thế mà được à? Xem được thì xem, không xem được thì thôi, tao không quan tâm. Tránh ra đi. Cô em cơ lên cho anh, bao tiền anh gửi. Người ta mua trước rồi, em không bán cho anh chị được đâu. Mong anh chị thông cảm ạ. Anh trả gấp đôi tiền cho em. Cơ lên cho anh trả gấp đôi tiền. Em xin lỗi, nhưng mà em không làm thế được đâu ạ. Hay cô này, có bán hàng không thì bảo. Không được đâu anh ạ, bán hàng là phải có uy tín,
Không lần sau ai ra mua cho em nữa. Một lần nữa mong anh thông cảm ạ. Này, cô em có tin là tôi đập nát hết thảm của cô em không hả? Này, anh càng nói càng quá đáng. Có mới thế thôi mà đi dọa dẫm người ta. Sao anh trẻ con thế? Mày bảo ai trẻ con? Tao khốn vậy. Ôi thằng chó này, mày đánh tao à? Mày nhớ đấy, tao không tha cho mày đâu. Anh có đau không? Thằng chó đấy nó dám đánh anh, anh phải cho nó một trận mới được. Em nghĩ là anh không đánh được anh ta đâu. Một mình anh không đánh được thì nhiều người sẽ đánh được. Có tiền là sẽ giải quyết được vấn đề chứ mà. Chúng mày nhớ, phải đánh nó hết sức. Đánh càng mạnh, chúng mày càng được nhiều tiền. Yên tâm, đánh nhau là nghề của bọn này rồi. Lần này, tao sẽ cho mày biết tay, thằng khốn này. Chuẩn bị đi, chúng mày đến rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi, đang ngứa tay đây, chỉ chờ ông anh ra lệnh thôi. Tốt, tao ra lệnh là phải chạy ra luôn. Ngứa đây. Ok anh. Thằng kia, hôm nọ mày dám đánh tao à? Hôm nay mày chết chắc. Anh bị ăn đánh chưa đủ à? Mà còn muốn gây sự nữa? À thế à? Này, một mình tao á thì không đánh lại mày, nhưng mà ba người đánh mày á thì mày như đòn con ạ. Anh có nhầm không thế? Có hai người, lấy đâu ra ba? Mày ngây thơ quá rồi Tuyền ạ. Hôm nay tao sẽ cho mày biết sức mạnh của đồng tiền. Chúng mày đâu? Chúng mày biết sợ chưa? Ông ừ, anh. Anh em cái gì? Đánh cái gì? Đánh cái mã cha mày. Anh Cường, là anh ạ? À? Là hai cậu à? Sao lại ở đây? Anh ta thuê chúng em đến để đánh nhau, nhưng không ngờ lại là anh. Là thế nào? Chúng mày quen nhau à? Mày đụng nhầm người rồi, mày có biết đây là ai không? Thằng Cường. Tao nói cho mày biết, đây là anh Cường, chủ tịch tập đoàn ABA, lớn nhất nhì cái Hà Nội đấy, mày có biết không? Mày mà động vào anh ấy, đừng có trách bọn tao. Cái gì cơ? Nó là chủ tịch á? Này, hai anh ơi, hai anh có nhầm gì không? Chứ cái thằng này thì chủ tịch cái gì ạ? Im mồm! Tao cấm chúng mày xúc phạm anh Cường. Xin lỗi anh đấy mau. Tôi... Mau lên, không ăn đón bây giờ. Dạ anh Cường, chúng tôi xin lỗi ạ. Chúng tôi không biết điều nên là mạo phạm anh. Mong anh bỏ qua cho ạ. Dạ, em xin lỗi. Em biết em sai rồi ạ. Thôi được rồi, tôi cũng không chắc nạt gì hai người. Nhưng hai người nhớ, từ nay về sau đừng bắt nạt người khác nữa. Vâng ạ, bọn em biết lỗi rồi ạ. Em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng cảm ơn anh ạ. Hai người đi về đi. Dạ, vâng. Em xin phép với anh em về. Mà hai cậu về quê từ bao giờ thế? Dạ, bọn em cũng mới về anh ạ. Thế tại sao lại đi đánh thuê cho người ta thế? Anh đã dặn các cậu là phải làm ăn lương thiện mà. Dạ, tại bọn em kẹt quá. Bọn em sai rồi ạ. Bọn em sẽ rút kinh nghiệm. Cố gắng làm ăn lương thiện. Đừng có làm cái nghề này nữa, không có tương lai đâu. Dạ vâng, chúng em biết rồi ạ. Mà lúc nãy cậu nói cậu đang kẹt phải không? Dạ vâng. Hai cậu cầm lấy mà chi tiêu tạm đi. Ấy chết, ngày trước anh giúp đỡ bọn em nhiều rồi, bọn em không dám lấy đâu ạ. Cứ cầm lấy đi, tôi không cho ai không đâu. Ngày mai tôi về Hà Nội rồi, hai cậu nhớ đến tập đoàn của tôi nhé. Tôi sẽ báo với bộ phận nhân sự, sắp xếp cho hai cậu vị trí bảo vệ. Số tiền này coi như là tôi ứng trước lương cho hai cậu. Dạ, anh tốt với bọn em quá. Bọn em cảm ơn ạ. Thế này là bọn em có tương lai rồi. Thôi được rồi, hai cậu đi về đi, mai lên thành phố gặp tôi nhé. Dạ vâng ạ, bọn em cảm ơn ạ. Em xin phép ạ. Sao anh quên được bọn họ thế ạ? Trước đây ở trên Hà Nội,
bọn họ gây sự với đám giang hồ ở trên đấy. May nhờ có anh nên bọn họ mới bình yên vô sự. Từ lúc đó họ coi anh như là ân nhân vậy. Thì ra là vậy, anh đỉnh thật đấy ạ. Có gì đâu, mình giúp được gì thì mình nên giúp. Mà thôi, mình đi về. Vâng.